Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm gần đây, việc áp dụng các yêu cầu kỹ thuật trong sản xuất, chế biến chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân vùng cao Yên Bái. Qua đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân nơi đây và đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Cây chè được trồng ở Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã vài chục năm về trước. Có thời điểm diện tích chè ở đây lên đến vài trăm hecta. Thấy rõ tầm quan trọng của cây chè mang lại cho cuộc sống của người dân, xã Bảo Hưng đang tăng cường công tác quản lý về quy hoạch sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chè, bảo đảm đời sống và làm giàu. Các hộ dân nơi đây hiện đang tiếp tục đầu tư thâm canh chăm sóc diện tích chè hiện có, duy trì bền vững, đồng thời lên kế hoạch trồng mới để mở rộng vùng nguyên liệu. Để ổn định sản xuất, người dân không mạnh ai nấy làm và không chỉ bán nguyên liệu cho nhà máy mà đã liên kết sản xuất theo chuỗi sản phẩm. Xã đã thành lập hợp tác xã chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng với 300 hộ sản xuất chè tham gia liên kết với nhau, tạo thành 6 nhóm hộ cùng sản xuất chè sạch từ trồng đến sơ chế, chế biến theo quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Sản xuất chè sạch, chè an toàn theo nhu cầu cùng tín hiệu của thị trường đã và đang mở ra một hướng đi đúng cho người làm chè ở Bảo Hưng. Minh chứng ở đây là với gần 200 hecta chè nguyên liệu sản xuất theo quy trình sạch, an toàn, mỗi năm đã mang về riêng cho người dân cả chục tỷ đồng. Phát triển của Bảo Hưng, của hợp tác xã chè chúng tôi ấy, thì là cái về cái giống chè là chè nhập nội, trung nguồn xuất xứ của từ Đài Loan, cho nên là cái chè này nó chè nó đặc biệt rất là thơm ngon tự nhiên, cho nên là cái khách hàng thì nó cũng rất là ưa chuộng cái chè này. Như các bạn bây giờ bà con đã có nhiều cái độ, vì từ khi mà có cái nhà máy chè của hợp tác xã thì chúng tôi cũng đã thu mua hầu như là thu mua cái sản phẩm của bà con để chế biến ra chè khô, và đang có những cái xu hướng coi như là phát triển, coi như là đi ra toàn trong các tỉnh lân cận với lại trong toàn quốc. Thế nên là với cái tiêu chí này là chế biến làm từ cái búp chè, cây chè ra và đến thành phẩm búp chè về thành sản phẩm sản xuất ra cái chè khô để bán xuất thị trường, thì nhìn chung là với hơn 100 hộ nhân dân thì có 85 hộ tham gia vào cái tổ chức làng nghề, và chế biến thì so từ khi thành lập được cái làng nghề thì bà con nhân dân phát triển kinh tế. Chè ở xã Bảo Hưng là cây trồng mũi nhọn, cây xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống cho người dân và hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới. Để duy trì và phát triển ổn định làng nghề sản xuất, chế biến chè, chính quyền địa phương cần tiếp tục khuyến khích người trồng thay thế các giống chè già cỗi, kém hiệu quả bằng các giống chè chất lượng cao, đổi mới phương pháp, kỹ thuật trồng, chăm sóc và chế biến để hạn chế sức lao động, giảm chi phí đầu tư, hình thành các nhóm tổ hợp tác sản xuất để có tư cách pháp nhân, đủ điều kiện vay vốn, quảng bá thương hiệu, xây dựng vùng chè an toàn gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm.